tiểu dân cầu mưa, dặn dân được cứu. Thần linh từ bi, ban mưa ướt đất. Sinh linh được cứu, mưa ngừng nước ráo. Đại nhân, Đinh Tử Nhiếp dẫn đầu các ngư hộ cầu mưa. Là các ngư hộ của cả thôn sao? Dân, trời ban cơ hội tốt, đi. Cầm lấy, cầm lấy. Này, đúng là đi mòn giày sắt tìm không thấy. Các hương thân, đến đây cả đi. Viên ngoại có lời muốn dạy bảo. Các vị hương thân phụ lão, tổ nghiệp của Đinh gia ta ở thôn Thạch Kiều này truyền đến đời Đinh Tử Nhiếp ta đã được 4 đời rồi. Trong thời gian đó chưa từng có người nào dám thách thức quy củ mà Đinh gia ta đề ra, bởi vì bọn họ biết hậu quả của việc thách thức đó. Nhưng mà hiện giờ lại có người không tin điều này, muốn phá vỡ quy củ của Đinh gia. Không những kháng cự thuế đánh bắt cá của ta, còn đánh hạ nhân và giáo sư gia của ta. Hành động ngông cuồng như vậy hiển nhiên nằm vào Đinh Tử Nhiếp ta. Được thôi, ta không khiến hắn thất vọng. Ta sao có thể để cho một vị hảo hán mất đi cơ hội thay trời hành đạo tốt như vậy? Vậy nên trước mặt hương thân phụ lão toàn thôn, ta muốn thề độc, có một kết cục: ngươi sống ta chết với vị hảo hán này. Hảo hán, xuất hiện đi. Nếu như hảo hán đã khó xử như vậy thì đừng trách ta hại đến người vô tội. Ta đến đây. Tiền bối. Cha, sao các con lại quay về? Mau đi đi, chúng con bị lạc đường rồi. Làm gì vậy? Đừng có đi tìm chết, mau đi đi. Mệnh là của ta, không phải của Tiêu Ân ngài. Nghe Vinh, cậu, cha, võ công của Nghe Vinh ca là đệ nhất thiên hạ, cha không cần quá lo lắng. Một đứa con gái như con biết cái gì là đệ nhất thiên hạ? Quả nhiên là một hảo hán, bội phục. Vừa rồi ông đã nói kết cục ngươi sống ta chết có thật không? Tất nhiên rồi, nói không chẳng có giá trị gì. Viết giấy làm bằng chứng đi. Ta còn có một điều kiện: nếu như lần này ta đánh bại ông, tiền thuế đánh bắt cá của tất cả các ngư hộ ông bắt buộc phải miễn bỏ. Quả nhiên là nghĩa sĩ, cứ theo lời ngươi nói.
Nghe Dinh ca, Nghe Dinh ca à, Nghe Dinh ca, Quỳnh sao rồi? Nghe Dinh ca, Quỳnh nói đi. Nghe Dinh ca, Nghe Dinh ca, Quỳnh nhìn ta đi, ta là Quế Anh đây. Nghe Dinh ca, Nghe Dinh ca, không ngờ giây phút đó lại đến nhanh như vậy. Nghe Dinh ca, Nghe Dinh ca, Nghe Dinh ca, tránh ra, tránh ra, tránh ra hết. Cha, con gái, cha không sao, về nhà đi. Tụ tập đánh nhau dẫn đến chết, dẫn về cho ta. Mau đi, đi. Chắc chắn không có sơ hở gì, chắc chắn. Tội dân Tiêu Ân cấu kết lưu manh lục lân Nghe Dinh, bạo lực chống thuế, làm trọng thương người nhà Viên Ngoại, sau đó trong lúc mưu toan làm hại Viên Ngoại, sải tay tự hại chết mình, là tự làm tự chịu. Bạo lực chống thuế trong luật lệ Đại Tống là tội nặng nhất. Hạn cho tội dân Tiêu Ân trong vòng 3 ngày phải bù 10 lần tiền thuế cho huyện nha, nếu không làm được thì giam vào ngục trọn đời. Thành Thiên Đạo lão gia, 10 lần thuế tô cho dù ngài đòi cái mạng già này ta cũng không nộp nổi. Đại lão gia khai ân, Đại lão gia khai ân. Không đủ ngân lượng cũng có thể lấy đồ vật để trả thuế. Đại nhân, từ sau khi cha con Tiêu Ân đến thôn ta, vẫn luôn an phận thủ thường, tuân thủ đúng bổ phận của ngư hộ, nộp thuế đúng hạn. Còn về bạo lực chống thuế là hành vi của một mình Nghe Dinh, không liên quan đến Tiêu Ân. Bản Viên Ngoại nguyện ý dốc túi giúp đỡ, mong đại nhân cho phép.